Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em Toàn có một em bình Kutani dòng Mokube đây mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ full bình luôn. Dòng Mokube thì là đều họa tiết là vẽ full bình rồi mọi người ạ. Đây vẽ người và như đây là cây tùng này mọi người này. Có cá chép hóa rồng này mọi người. Đấy và đặc biệt là trước bình này dáng rất là đẹp luôn mọi người nhá. Nhất dáng nhìn ra đây lại có một đôi lân ở leo bình nữa, lân chấn bình nữa, rất là đẹp luôn. Đây các bác, đấy, lân vẽ vàng nhé mọi người nhé. Đấy các bác thấy chưa, khá là đẹp luôn. Em đo kích thước trong lát nữa em sẽ cho các bác xem cái họa tiết sau. Chiều cao của nó là 37,5 nhé mọi người nhé. Chiều cao 37,5. Miệng 13,5 nhé mọi người nhé. Miệng 13,5, men dạn rất là đẹp luôn. Vòng bụng của nó là 84 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 84. Đấy, đặc biệt là em này là em Mokube vẽ full bình luôn. Đây có một chú voi này. Bên trên lưng voi là có một... cái này là có người, không biết là có phải là quan nước gì không. Đây mọi người, hàng Kutani nhé mọi người nhé. Hàng Kutani, đây là dòng gốm Mokube nhé mọi người nhé. Đây ở viền dưới là xung quanh đây là vẽ vàng này mọi người này. Đấy, tình trạng bình lành tít luôn, đặc biệt là vẽ full luôn, bình dáng rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa, em quay cho các bác xem hàng quá là VIP luôn các bạn. Đây, em quay sát lại cho các bác xem họa tiết nữa nhé. Đấy các bác thấy chưa, tích đây có cái tùng này, tích người này, toàn bộ là vẽ nổi lên mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác ở trên cổ nữa này, rất là đẹp luôn các bác. Chiếc này là không có lỗi lầm gì đâu nhá mọi người nhá. Em thử kiểm tra lại xem nhưng mà không có một lỗi lầm gì cả. Hai con lân vẽ vàng luôn mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Dáng bình cũng quá là tuyệt vời luôn phải không các bác? Đây, có con voi này. Đấy. Em xin phép em quay lại một lần nữa thật chậm xong rồi để em xin phép kết thúc video nhá mọi người nhá. Các bác thấy chưa, hàng quá là đẹp luôn. Đấy, thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây nha mọi người ơi. Một lần nữa thì em Toàn xin phép là được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em Toàn. Em Toàn xin chào mọi người.